hỏi: Kính bạch hòa thượng, người chết rồi có nhất định phải tụng kinh thọ sinh không? Việc này con không được rõ lắm, kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: Đây là do ảnh hưởng của tập tục thế gian, chứ trong kinh Phật không nói việc này. Đức Phật rất từ bi, Ngài biết rằng vào kỳ mạt pháp, các loại ma nổi lên quấy nhiễu rất nhiều, chúng sinh chẳng biết nương tựa vào đâu, nên Đức Phật chỉ dạy cho mọi người nương vào pháp tứ y. Thứ nhất là y pháp bất y nhân. Y pháp tức là nương tựa vào kinh điển. Chúng ta không được tin vào kinh điển do ma thuyết. Kinh điển rất nhiều, làm sao chúng ta biết bộ kinh nào do ma thuyết, bộ kinh nào do Phật thuyết? Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, chúng ta có vấn đề gì thì trực tiếp đến gặp Đức Phật. Ngài giống như là bác sĩ, còn chúng ta là bệnh nhân. Ngài bắt mạch kê toa bốc thuốc, chúng ta dựa vào những lương dược đó mà uống để lành bệnh. Bây giờ Phật không còn tại thế, kinh điển còn lại rất nhiều, nhưng phần nhiều do người đương thời kê toa bốc thuốc cho chúng sinh. Chính vì thế, tự mình phải hiểu được căn bệnh của mình, cần phải uống loại thuốc gì không được uống. Nhất định chúng ta không được dùng hết, nếu không nhất định sẽ chết không có nghi ngờ gì cả. Phật chỉ cho chúng ta một phương thuốc tùy theo thời mà uống. Thời kỳ chánh pháp là thời kỳ người tu thành tựu về giới luật. Thời kỳ tượng pháp thành tựu về thiền định. Thời kỳ mạt pháp là thời kỳ thành tựu về pháp tu niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Chúng ta sinh vào thời này là đúng vào thời mạt pháp, thì nên chọn pháp môn tịnh độ để tu tập. Đây là lời chỉ dạy của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Pháp môn tịnh độ có 5 bộ kinh và 1 bộ luận làm chính. Chúng ta không nên lấy hết, mà chỉ chọn 1 bộ trong số đó là đủ rồi. Trong 6 bộ này, chúng ta coi bộ nào hợp với mình, xem thấy vui thích, hiểu được nghĩa lý, thì dựa vào đó mà tu hành. Cần phải thâm nhập một môn thì mới có khả năng thành tựu được. Chúng ta không nên tham quá nhiều. Người ta thường nói, ăn nhiều thì nhai không kỹ. Trong 5 bộ kinh và 1 bộ luận đó, chúng ta chọn 1. Nắm vững đạo lý trong kinh và phương pháp hành trì thì nhất định sẽ thành tựu. Hỏi: Thưa hòa thượng, nhân quả chuyển biến tương tục. Ngài nói muốn chuyển nhân quả phải từ trên duyên mà đoạn. Vậy thì tại sao Phật, Bồ Tát hoặc chư vị đại đức xưa nay chẳng đem duyên này để đoạn cho xong, lại còn phải thọ các thứ nghiệp báo? Phải chăng các ngài chỉ là biểu diễn cho chúng ta xem? Xin hòa thượng giải thích cho đệ tử hiểu. Đáp: Đúng như vậy, chư Phật và Bồ Tát đến thế gian để thị hiện cho chúng ta thấy. Việc thị hiện là để biểu diễn cho chúng ta xem. Những người nhìn ra bí quyết này đều khai ngộ cả, đều được lợi ích. Những người không nhìn ra bí quyết, cho dù họ chưa rõ ý của Phật, cũng trồng được thiện căn. Chúng ta phải biết ý nghĩa này, từ trên duyên mà đoạn. Ý nghĩa câu nói này rất sâu. Chữ duyên không phải là trên sự tướng cũng như các duyên bên ngoài, mà là sự phan duyên trong ý thức tâm lý. Cho nên đoạn trừ là đoạn từ chỗ này, chẳng phải ở nơi cảnh tướng bên ngoài mà đoạn. Nếu đoạn sự cảnh tướng bên ngoài là sai lầm. Đoạn trên sự tướng, còn trong tâm chẳng đoạn thì vẫn còn tạo nghiệp, vẫn phải thọ báo. Cho nên phải từ trong tâm mà đoạn, trên niệm mà đoạn, sau đó mới có thể nhập cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật trong kinh Hoa Nghiêm giảng rất rõ ràng: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Có thể thấy rằng trên sự tướng chẳng có chướng ngại. Chướng ngại là ở tại tâm, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy thì chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư, Đại Đức xưa nay thị hiện từ trên sự tướng là thiết. Thật ra các ngài đã đoạn trừ trong tâm cả rồi. Chúng ta nên lãnh hội ý nghĩa này.
Nếu họ từ trong tâm mà đoạn thì chúng ta nhìn không ra. Do đó, từ trên sự tướng các ngài biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta nhìn từ trên sự tướng mà thể hội vào tánh, như vậy thì mới được lợi ích. Nếu người học Phật một mực nhìn sự tướng thì không được, phải thể hội về tánh. Cho nên nhìn thấy sự phải rõ lý, nhìn thấu lý từ trên sự. Phải thông đạt như thế thì học Phật mới đạt được lợi ích chân thật. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, con người sau khi chết linh hồn sẽ đi về đâu? Xin hòa thượng giải thích cho chúng con hiểu. Đáp: Điều này lời Phật dạy trong kinh rằng, muốn biết con người khi chết sẽ đi về đâu, chúng ta thử nghiệm như thế này sẽ biết được. Khi người chết tắt hơi mà thần thức xuất ra dưới lòng bàn chân thì biết người này đọa vào địa ngục. Sao lại biết họ đi vào địa ngục? Vì khi đó toàn thân phía trên lạnh hết, chỉ có hơi ấm giữ lại dưới bàn chân. Nếu đi ra nơi đầu gối thì biết họ sinh vào loại ngạ quỷ. Nếu thoát ra ngay bụng thì biết họ sinh vào loại súc sinh. Nếu thoát ra ngay ngực thì biết họ sinh lại làm người. Nếu thoát ra trên đầu thì biết họ sinh về cõi trời. Còn thoát ra trên đỉnh đầu thì biết họ giảng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu quả thật sinh thiên hoặc giảng sinh về Tây Phương Cực Lạc thì thần thức đi rất nhanh. Còn sinh vào các cảnh thiện thì thân thể rất mềm, không khô cứng. Có khi để cả 2 tuần mà thân thể vẫn tươi, không có mùi hôi. Hỏi: Thưa Hòa Thượng, Phật, Bồ Tát có phải nhận chịu nhân quả báo ứng không? Đáp: Ồ, xưa kia có một lão hồ ly biến thành người đến hỏi Tổ Bá Trượng rằng: Người đại tu hành vẫn rơi vào luật nhân quả không? Câu hỏi này hoàn toàn giống như câu hỏi của bạn: Người đại tu hành còn rơi vào luật nhân quả không? Lão hồ ly này trong kiếp trước là một pháp sư giảng kinh nói pháp. Có người hỏi ông ta câu này, nhưng ông ta đã đáp sai. Ông ta nói: Bất lạc nhân quả, tức chẳng rơi vào nhân quả. Kết quả là ông bị đọa vào súc sinh làm loài chồn đến 500 năm. 500 năm sau, ông tu luyện được thân người, đến gặp Tổ Bá Trượng để thỉnh giáo rằng: Làm cách nào để thoát ly súc sinh đạo? Tổ Bá Trượng nói: Ngày mai khi tôi thăng tòa thuyết pháp, ông đem câu hỏi ngày xưa mà người ta hỏi ông đến hỏi lại tôi một lần nữa. Hôm sau, ông ta đến hướng về pháp sư đảnh lễ xong, sau đó cung kính thỉnh giáo ngài và đưa ra câu hỏi này: Người tu hành còn rơi vào nhân quả không? Tổ Bá Trượng trả lời rằng: Bất nguội nhân quả, tức không mê lầm nhân quả. Chỉ sửa đi một chữ mà ngay đó ông ta hiểu được. Hôm sau ông ta chết thoát ly được thân chồn. Qua ngày hôm sau, đại sư Bá Trượng dẫn một số người đến sau núi tìm con hồ ly đó thì phát hiện ra nó đã chết và đem chôn cất. Ngài nói với mọi người rằng: Con hồ ly này là ông lão hôm qua đến hỏi chuyện tôi đó. Cho nên chuyển ngữ sai đi một chữ mà bị đọa làm thân chồn 500 năm. Bất muội nhân quả là gì? Là các bậc giác ngộ đối với nhân quả báo ứng đều rõ ràng minh bạch, không có lầm lẫn nữa, nên nói là bất muội nhân quả. Còn vị tăng kia nói: Người tu hành khi giác ngộ không còn rơi vào nhân quả. Câu trả lời này sai rồi. Bất muội nhân quả tức là giữa chư Phật, Bồ Tát và phàm phu thế gian vẫn còn bị nhân quả. Nhưng những sự thọ báo nhân quả của thánh nhân và phàm phu hoàn toàn khác nhau. Các bậc thánh nhân khi đến thế gian, họ biết rất rõ ràng nhân quả. Tuy họ vẫn còn thọ nhận những quả báo thiện hoặc ác ở trong đời quá khứ do họ tạo nên, nhưng khi thọ quả báo, họ biết rõ ràng quả báo này là do đời nào, kiếp nào đã gây tạo. Tuy thọ khổ báo, nhưng họ lại an nhiên trả quả.
chẳng bao giờ than oán lo sợ. Đây là người đại tu hành, đại giác ngộ. Còn phàm phu thì sao? Mê lầm gây tạo những tội nghiệp, không biết trước được nhân quả báo ứng đến lúc nào. Khi thọ khổ báo thì không cam tâm, không tình nguyện, oán trời trách người, thêm tội lại thêm tội. Thánh nhân và phàm phu khác biệt ở chỗ một bên là biết và một bên là không biết. Sự việc là như thế. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, đệ tử quyết một đời niệm Phật cầu sinh về thế giới Tây Phương Tịnh Độ. Nhưng hiện tại đệ tử còn cha mẹ nên trong lòng không thể buông được, nhưng lại sợ này không tinh tấn tu hành mà gây tạo tội nghiệp, đến khi lâm chung bị đọa lạc, không biết đời sau có nhân duyên gặp lại Phật Pháp nữa hay không, nên đệ tử rất lo sợ. Hiện tại con muốn tu tập, mong sao không có gì chướng ngại, phiền não xảy ra. Nếu có thì con phải làm thế nào? Mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Phật tử mỗi ngày phải phân ra thời khóa tu tập nhất định, như giờ tụng kinh niệm Phật, nghe kinh. Điều quan trọng là phải một tiếng đồng hồ trở lên, ngày nào cũng duy trì thời khóa đều như vậy, không cho gián đoạn. Đến khoảng nửa năm hoặc một năm thì nhất định sự tu tập của Phật tử có sự chuyển đổi và vượt qua các chướng ngại. Nói tóm lại, điều này là do mình chưa hiểu giáo lý và nhìn nhận một cách thấu triệt. Nếu Phật tử có sự hiểu biết giáo lý một cách rõ ràng thấu triệt bằng tín tâm thanh tịnh kiên cố, thì dù hoàn cảnh nào mình cũng không nghi ngờ về sự tu tập của mình. Nguyện vọng của mình nhất định sẽ đạt được. Hỏi: Kính thưa Hòa Thượng, giả như có hai hạng người niệm Phật, một người hiểu rõ lý tự tánh, sinh hoạt hàng ngày không khởi niệm, không chấp tướng, thời thời khắc khắc tỉnh giác tu tập tinh tấn, lý sự viên dung, dù hiện tại vẫn chưa được vãng sinh. Đây là công phu tu tập của hạng người thứ nhất. Còn một hạng khác là chẳng cầu hiểu biết gì cả, chỉ một câu Phật hiệu mà niệm. Cuộc sống chỉ cầu đủ ăn qua ngày, dành thì giờ công phu tu tập nhiều hơn, quyết chí một đời vãng sinh về Tịnh Độ. Xin hỏi, làm sao đánh giá được hai cách tu này nhanh hoặc mau? Kẻ hậu học nghiệp chướng sâu nặng, mong muốn công phu tu tập sớm thành tựu, nương theo người đi trước mà học. Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ. Đáp: Hai hạng người này đều có cái hay, khi tu tập đều có thể thành tựu. Nhà Phật thường nói kẻ dễ được độ nhất là hạng thượng căn và hạng ngu căn. Người thượng căn nghe một hiểu mười, tâm không hoài nghi, tinh tấn dụng công tu tập không gián đoạn, dễ buông bỏ các tạp niệm nên công phu rất dễ thành tựu. Còn hạng người ngu căn tuy chẳng hiểu biết nhiều nhưng tâm họ chân thật, mà điều này là vô cùng đáng quý. Thầy dạy cho họ thế nào thì họ vâng theo và thọ trì như thế ấy. Họ chẳng có xen tạp vọng tưởng, tinh tấn tu tập chẳng có gián đoạn. Hai hạng người này thành tựu như nhau. Quý vị đều biết Pháp Sư Đế Nhàn, Ngài có người đệ tử chỉ chuyên làm công quả cuốc đất, nhổ cỏ ngoài vườn, một chữ cũng không biết. Đây là hạng người ngu căn. Khi vào xuất gia tu tập cũng không học gì nhiều, nhưng thầy dạy gì đều nhất mực vâng lời. Pháp Sư dạy ông ta niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, từ sáng đến tối dù làm công việc cũng không buông lời. Ngài nói: Niệm khi nào mệt thì nghỉ, nghỉ rồi lại niệm tiếp, nhất định tương lai sau này sẽ có ích. Nghe lời thầy dạy, ông chẳng biết có lợi ích gì hay không mà chỉ biết niệm từ sáng đến tối. 3 năm sau, một hôm ông nói với mọi người trong chùa là hôm nay ông giảng sinh, và ông đứng niệm Phật mà giảng sinh.
Đây là một người nhìn bề ngoài bình thường, nhưng sự thành tựu công phu tu tập thật vô cùng phi thường. Tại sao ông ta thành tựu được như thế? Là nhờ vào tâm chân thật. Tuy chẳng học và hiểu nhiều, mà chỉ có lòng chân thật và khiêm tốn, biết vâng lời thầy chỉ dạy, nhất tâm nhất mực tu hành, nên cuối cùng được thành tựu. Còn người tự cho mình là giỏi, mọi người xung quanh chẳng ai bằng mình cao hơn, giỏi hơn họ thì khó mà thành tựu. Cho nên con đường thế gian hay xuất thế gian, dù bất cứ trong lĩnh vực nào, muốn có sự thành tựu thì phải sống chân thật và lòng khiêm hạ với mọi người chung quanh. Ngày xưa các bậc cổ đức dạy người học đạo, trước phải học ngu. Đó mới thật sự là người có trí tuệ. Học ngu là không học thông minh, mới thật sự là người có trí huệ chân chánh chân thật. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, người không theo một tôn giáo hay tín ngưỡng nào, nhưng tâm của họ rất hiền thiện. Vậy thưa hòa thượng, khi lâm chung, họ có được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc không? Đáp: Nếu một người sống hiền từ nhưng không tin vào thế giới Tây Phương Cực Lạc thì khi lâm chung không thể sinh về đó được. Còn một người trước đó có tập khí nóng giận, nhưng khi lâm chung họ nghe được danh hiệu của Phật A-di-đà, sinh tâm hoan hỷ, phát nguyện vãng sinh, thì nhất định họ sẽ được sinh về thế giới Tây Phương của Phật A-di-đà. Còn người có thiện căn, có khi mới học Phật một hôm mà đã phát khởi tín tâm, thì họ cũng vãng sinh về thế giới của Phật A-di-đà. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, nghi thức thâu xá lợi như thế nào? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con rõ. Đáp: Thâu xá lợi hoàn toàn không có nghi thức. Điều quan trọng là chúng ta phải có tâm thành kính. Việc kết xá lợi có rất nhiều dạng, không nhất định. Có loại xá lợi kết từ xương, có loại bằng nhục thể, cũng có loại từ tóc. Màu sắc mỗi loại không giống nhau, điều này tùy theo cách nhìn của mỗi người. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu xá lợi được hình thành như thế nào. Vì sao mà có xá lợi? Đại sư Chương Gia nói rằng xá lợi có được là do công phu tu tập đưa đến sự thanh tịnh tại tâm. Tâm tán loạn thì nhất định không có vấn đề này. Vì vậy, tâm người nào thanh tịnh, có công phu thiền định thì nhất định có xá lợi. Nhiều loại xá lợi màu sắc không giống nhau, tùy theo công phu sâu cạn. Lưu lại xá lợi hoặc nhục thân xá lợi không những nói lên kết quả, mà còn nói đến quá trình công phu tu tập của mỗi người. Lưu lại xá lợi còn tùy theo tâm nguyện của mỗi vị. Có những vị chân chánh tu hành chẳng muốn lưu lại xá lợi cũng như nhục thân. Thường những người lưu lại xá lợi như lời dặn cho người đời sau biết, đây là kết quả của việc tinh tấn tu tập của họ, để là nhằm khích lệ tinh thần tu học của mọi người. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, nếu một người bị bệnh nặng mà niệm Phật, trì chú, có thể giúp tiêu trừ bệnh tật được không? Xin hòa thượng chỉ bày cho đệ tử hiểu. Đáp: Niệm Phật trì chú có hiệu nghiệm hay không là tùy thuộc vào chính mình. Nghĩa là thế nào? Niệm Phật, Phật tử biết niệm không? Nếu Phật tử biết niệm thì linh, không biết niệm thì không linh. Thế nào là người không biết niệm? Là chỉ miệng niệm mà không phải tâm niệm thì nhất định chẳng linh. Người biết niệm là tâm và miệng nhất như. Miệng có A-di-đà Phật thì trong tâm cũng có A-di-đà Phật. Cách này rất linh, rất được. Niệm chú cũng vậy. Niệm chú nhất định phải có thầy chỉ dạy. Chú thuộc về mật pháp, chú trọng đến tam mật tương ưng. Nếu bạn chỉ có niệm ngoài miệng, không tương ưng với ý và thân thì không linh. Phải hội đủ ba yếu tố như trên thì việc trì chú mới linh. Hiện nay trong mật giáo, mọi người phần nhiều niệm Quán Thế Âm Bồ Tát,
và câu lục tự đại minh chú. Những người niệm chú này rất nhiều, rất nhiều. Ummani Bamehum. Nhưng Phật Đông chỉ có miệng niệm, thân và ý chẳng có mật, chẳng tương ưng. Dù cho niệm cách nào cũng không có hiệu lực. Giống như các em bé ca hát rất hay, nhịp cũng không sai, nhưng nội dung ý nghĩa bài hát đó là gì không biết. Chỉ biết hát, không biết nghĩa thì có tác dụng gì đâu. Trước kia khi mới học Phật, Chương Gia Đại Sư dạy tôi niệm câu lục tự đại minh chú. Ngài còn đem câu thần chú này giảng cho tôi nghe, rồi từ đó tôi mới hiểu. Khi trì chú phải có quán tưởng. Quán tưởng là ý mật. Như chữ ung là chỉ về thân. Trong chữ ung này bao gồm cả pháp thân, báo thân và ứng hóa thân, đầy đủ viên mãn. Mani là hoa sen. Bami là bảo trì. Hum là ý. Ý nghĩa câu chú này là bảo trì thân tâm của Phật tử giống như hoa sen, một từ nơi bùn dơ mà không bị nhiễm bùn. Bạn nghĩ xem ý nghĩa của câu lục tự này hay biết mấy. Cho nên khi trì chú, chúng ta nghĩ đến thân tâm thanh tịnh, mấy trần không nhiễm, đó là linh. Nếu chỉ niệm chú mà vẫn tự tư ích kỷ, thị phi nhân ngã, tham sân ngạo mạn, thì làm sao linh được? Không linh rồi. Do đó niệm Phật hay trì chú phải hỏi lại tâm mình có niệm hay không. Nếu có thì linh. Tại sao linh? Trong kinh Phật dạy rằng tất cả các pháp đều từ tâm sinh. Tâm niệm của bạn chân chánh thì bệnh nơi thân đương nhiên không còn nữa. Bác sĩ gọi đó là tâm lý khỏe mạnh. Niệm Phật trì chú làm cho tâm lý khỏe mạnh. Nơi thân thể có tí bệnh giặc đâu có gì đáng kể, không cần điều trị cũng có thể lành. Chúng ta phải hiểu rõ việc này. Niệm Phật trì chú có linh hay không là ở nơi chính mình. Điều quan trọng là bạn có biết niệm hay không. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, người kết hôn 2 lần, tu hành có được vãng sinh hay không? Có được đến đạo tràng sám hối không? Khi có người mất, đi theo hội chúng hộ niệm có hiệu quả không? Một vị thầy nói là không nên. Con không biết sự việc này đúng sai như thế nào. Kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: Chúng ta là người học Phật cần phải nhớ một nguyên tắc lớn, đó là y pháp bất y nhân. Người kết hôn 2 lần tu hành có thành tựu được giáng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không? Chúng tôi thấy trong 5 bộ kinh và các luận của Tông Tịnh Độ không nói những người kết hôn 2 lần mà tu thì không được giáng sinh. Các kinh khác cũng không nói những người này không được đi đến đạo tràng lễ Phật nghe kinh, sám hối hoặc là trợ niệm cho người mất. Vì vậy, các vị Phật và Bồ Tát vẫn cho phép. Còn vị thầy đó không cho phép thì Phật tử không đến đạo tràng đó mà tìm đạo tràng khác và vị thầy khác để tu học. Hỏi: Thưa hòa thượng, giả như trong quá trình niệm Phật có gặp phải nghịch cảnh hoặc chướng ngại thì có thể niệm thêm một vài chú ngữ mật tông hoặc uống vài viên cam lộ của thượng sư mật tông đã gia trì để giúp vượt qua khó khăn, áp dụng phương pháp này có được hay không? Đáp: Tôi trả lời với bạn là được. Tại sao được? Bởi vì bạn có niềm tin. Bạn tin vào sự gia trì của thượng sư trong thuốc cam lộ. Niệm đó rất linh. Bạn chỉ cần tin thì linh, không tin thì không linh. Có câu nói rằng tất cả pháp từ tâm sinh ra. Chỉ cần nắm vững nguyên lý này thì vấn đề được giải quyết rồi. Sự gia trì của thượng sư, chú ngữ của thượng sư linh hay không đều ở nơi tín tâm của bạn. Bạn có 1 phần tín tâm thì có 1 phần linh nghiệm. Bạn có 10 phần tín tâm thì có 10 phần linh nghiệm. Nếu bạn có tâm hoài nghi thì nó hoàn toàn không linh.
Bạn chẳng cần phải để ý vật của Ngài có linh hay không, mà chính cái tâm của chúng ta có linh hay không. Điều này tôi dặn nói quá nhiều rồi, chẳng phải chỉ việc này mà còn nhiều việc khác. Ví dụ như có bệnh, bạn đi đến bác sĩ khám, bác sĩ cho bạn uống thuốc, bệnh của bạn có lành hay không? Đối với bác sĩ không liên quan, thuốc cũng không liên quan. Cái gì liên quan? Là tín tâm của bạn. Bạn có niềm tin vào bác sĩ cũng như những toa thuốc của bác sĩ đã cho thì sẽ đem lại kết quả trong chữa trị. Tín tâm sẽ chữa lành bệnh cho bạn. Vị thầy thuốc kia có giỏi đi nữa mà bạn chẳng có niềm tin, trong tâm luôn hoài nghi, thì khi uống thuốc một chút công hiệu cũng chẳng có. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: tín di đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Bạn có thể xây dựng tín tâm nơi chính mình. Chữ tín trong nhà Phật khác với các tôn giáo khác. Chữ tín của nhà Phật, thứ nhất là tin vào chính mình, thứ hai là tin vào đối phương, vào thầy hướng dẫn chỉ dạy mình. Được vậy thì con đường học đạo của bạn mới thuận buồm xuôi gió. Đối với chính mình có tín tâm mà với thầy không tín tâm thì không thể thành tựu. Còn đối với thầy có tín tâm mà chính mình không có tín tâm thì cũng thất bại. Ngẫu Ích Đại Sư trong quyển Di Đà Yếu Giải nói đến 6 điều tín. Thứ nhất là tin vào chính mình. Thứ hai là tin vào tha lực, tức là bậc thiện tri thức bên ngoài, tức là tin vào thầy, vào Phật. Thứ ba là tín sự, tín lý. Thứ tư là tín nhân, tín quả. Thứ năm, tín pháp thế gian. Thứ sáu, tín pháp xuất thế gian. Nếu bạn hiểu rõ ràng minh bạch 6 chữ tín này thì toàn bộ vấn đề đã được giải quyết. Khi chúng ta bị bệnh, có nên đi khám bác sĩ không? Nếu không đi, bệnh phát nặng thêm hoặc xảy ra vấn đề gì, họ sẽ nói bạn đã hại họ. Vì vậy cần phải đi bác sĩ. Sao bạn khuyên họ đừng đi khám bác sĩ? Chúng ta không thể làm cách đó được. Riêng chúng tôi khuyên bạn nên đi tìm vị bác sĩ mà bạn tin tưởng để chữa trị. Bác sĩ làm tăng thượng duyên cho bạn, còn thân là nhân duyên chính. Nếu bạn thật sự biết đoạn diệt tất cả việc ác, tu tất cả điều thiện thì tốt lắm. Đây mới thật sự gọi là tiêu tai, thật sự gọi là tiêu trừ nghiệp chướng. Bệnh tật cùng nghiệp chướng có sự liên quan mật thiết. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì bệnh tật tự nhiên thuyên giảm. Phải trưởng dưỡng tâm từ bi, nhất định không sát sinh hại vật thì tai nạn của bạn sẽ giảm thiểu. Mọi sự khổ vui chẳng phải từ bên ngoài đưa đến mà đều do tự mình chiêu cảm. Điều này trong kinh luận Phật Tổ thường nói với chúng ta rất rõ. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, con có quen một người bạn làm nghề đông lạnh, nhưng anh ấy không trực tiếp sát sinh. Ban đầu từ một cơ sở nhỏ rồi phát triển thành một công ty lớn có 70-80 công nhân làm việc. Những nhân viên công nhân làm việc ở đây rất nhiệt tình nên mới thành tựu được những kết quả như vậy. Nếu bây giờ không làm nữa thì toàn bộ công nhân, nhân viên trong công ty đều thất nghiệp. Vì vậy, anh ấy vẫn duy trì công ty vì mọi người. Còn việc quan hệ làm ăn kinh doanh thì giao cho người quen quản lý thay. Anh ấy bây giờ tự mình mở ra một hội từ thiện. Có người gọi anh ấy là cư sĩ Phật tử. Vậy con kính hỏi Hòa Thượng, anh ta có cần phải quy y Tam Bảo không? Đáp: Được. Quy y nghĩa là trở về, là hồi đầu, nên quy y là điều rất tốt. Đối với anh ta, cần phải hiểu tại sao đời này mình có phước báo như vậy. Là do đời trước tu tạo rất nhiều việc thiện. Các vị đọc trong cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn sẽ rõ điều này. Xưa nay, từ cổ chí kim, con người sống cũng không ngoài vấn đề miếng ăn miếng uống đều do tiền định. Ai định cho mình? Chính là do mình cả, chẳng có ai định cho mình được. Trong kinh có nói, làm người có hai loại nghiệp báo
một là dẫn nghiệp. Sao gọi là dẫn nghiệp? Tức là trong đời quá khứ, chúng ta đã làm các việc thiện hoặc ác, những hành vi đó nó tích chứa vào tàng thức của mỗi người, tạo thành một động lực thúc đẩy họ đi đầu thai trong 10 pháp giới. Dẫn nghiệp chính là năm giới, thập thiện giới. Đời trước, ta hành trì tu tập năm giới, 10 giới nghiêm mật. Không sai phạm thì nghiệp lực sẽ dẫn ta đầu thai lại cõi người, đầu thai vào một gia đình nào đó. Vậy ai là cha mẹ mình? Là những người có duyên với mình. Nhân duyên này rất phức tạp, nhưng không ngoài 4 loại: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu như báo ân thì đứa con mà bạn sinh ra rất hiền hậu, hiếu thuận, thiên tính rất tốt. Còn báo oán thì nó làm tán gia bại sản, chết người. Còn đến đòi nợ thì mình nuông chiều, yêu thương, cung phụng, lo lắng mọi mặt trong cuộc sống sinh hoạt cho nó. Đến khi khôn lớn thì nó chết mất. Đây là do kiếp trước mình thiếu nợ nó về tiền bạc, bây giờ đến đòi nợ xong là đi. Còn trả nợ thì đứa con đó sớm tối quan tâm, chăm lo cung phụng cha mẹ, những nhu yếu trong cuộc sống, nhưng trong tâm không cung kính, không hiếu thuận. Nếu không có liên quan đến 4 ân này thì không bao giờ đầu thai đến nhà mình. Sau khi hiểu rõ vấn đề này, Phật tử đem những nghiệp duyên đó chuyển hóa thành pháp duyên. Đây chính là giác ngộ. Dù ở trong hoàn cảnh thế nào, chúng ta cũng khuyên họ niệm Phật, khuyến khích họ học Phật, tiếp nhận lời Phật. Bồ Tát đã dạy, đây chính là chúng ta đem các nghiệp duyên ở trong quá khứ chuyển thành các pháp duyên. Những móc xích oan thân trái chủ sẽ xóa trừ sạch, đều biến thành trí huệ chân chính. Thứ hai là mãn nghiệp. Sau khi chúng ta trở lại làm thân người như bao người khác, nhưng trong cuộc sống ta có tiện nghi đầy đủ để hưởng thụ, lại thành tựu con đường công danh sự nghiệp ở xã hội. Ở đây các vị phải biết là do đời trước ta tu tạo phước đức rất nhiều. Người làm việc ác thì gặp quả báo ác. Người biết tu tạo phước đức là nhân, đưa đến sự giàu sang là quả. Dùng pháp bố thí là nhân, thông minh trí tuệ là quả. Dùng vô úy bố thí là nhân, sống lâu khỏe mạnh là quả. Nếu như bạn làm được cả 3 loại bố thí này thì kết quả vô cùng thù thắng. Bạn vừa giàu sang, vừa được thông minh trí tuệ và được thân thể khỏe mạnh sống lâu. Bạn quan sát có nhiều người giàu có nhưng lại không thông minh trí tuệ, thậm chí học không hết tiểu học, nhưng phước duyên của họ rất tốt, làm việc gì cũng thành công, lại được những thành phần trí thức, bác học phụ giúp làm nên sự nghiệp. Khi về già, các nhân viên thuộc hạ thay họ làm những việc kinh doanh buôn bán. Những công nhân nhân viên này đến để báo ân cho họ vì do đời trước thiếu nợ họ. Do đó, làm người cần phải tu thiện tích đức. Khi đầy đủ mãn nghiệp thì mọi việc vô cùng tốt đẹp. Trong đời trước, chúng ta tu hành thiếu khuyết, thì đời này về phương diện nào đó ta hay gặp những khó khăn khốn khó. Nhưng sau khi mình hiểu được Phật Pháp thì ngay bây giờ chúng ta nỗ lực tu tập vẫn còn kịp. Khi Phật tử hiểu rõ điều này thì nên cố gắng nỗ lực tu tập trong thời gian 3 năm sẽ có kết quả tốt đẹp. Vận mạng nhất định có, nhưng chúng ta có thể cải đổi vận mạng được. Nếu tâm chúng ta nghĩ các việc thiện, làm các việc thiện thì những điều xấu từ từ bớt đi, các việc tốt càng ngày càng thù thắng. Còn nếu tâm chúng ta chứa những điều bất thiện, làm những việc bất thiện thì dù có phước báo nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng dần dần tổn giảm. Hưởng phước một thời gian nào đó, phước sẽ hết. Khi phước hết rồi thì các ác nghiệp sẽ đến với mình. Chúng ta hãy thử quan sát và nhìn xem những gia đình giàu có ở xã hội bây giờ, bỏ tiền bạc ra kinh doanh buôn bán ít năm thì tiêu tan sự nghiệp. Đó chính là trong quá khứ họ có phước báo, nhưng bây giờ không hành thiện tích đức, vì thế phước báo nhanh chóng hết. Đạo lý này chúng ta cần phải hiểu cho thấu đáo và rõ ràng.